Đó là một cái câu chuyện mình nghĩ rằng em và chồng em có thể chia sẻ, có thể yêu thương, có thể cảm thông rất là nhiều. Nhưng nếu như trong gia đình em có thêm một thành viên nữa thì cái vấn đề mà nuôi dạy con cái như thế nào nó sẽ là một cái vấn đề mà hai vợ chồng cần phải bàn luận một cách nghiêm túc. Em và chồng em đã từng nói về điều này chưa? Đã từng tranh cãi luôn đó. Chứ cũng không hẳn là nói mà tranh cãi luôn. Và quan điểm của chồng em và em về cách nuôi dạy rất là khác nhau. Em thì quan điểm của em là con của mình khi mà nó lớn lên thì mình sẽ cho nó được lựa chọn những cái gì mà nó thích, những cái gì thuộc về cái sở trường, cái khả năng của nó, nó sẽ phát triển theo cái hướng đó. Nhưng mà chồng em thì lại muốn là ép con sang lĩnh vực kinh doanh để nối nghiệp gia đình. Tại vì ảnh nói là ảnh đã rất vất vả để ảnh xây dựng nên cái sự nghiệp và ảnh cần có người kế thừa. Đó, cho nên là ảnh nói là con đẻ ra phải cho nó ít nhất là 3 đứa tới 5 đứa. Là ảnh chia ra hết là 3 đứa sẽ theo cha, 2 đứa sẽ theo mẹ. Từ nhỏ là ảnh sẽ dắt lên xưởng để ảnh cho coi đá, tại chồng em là làm về đá hoa cương, ảnh sẽ cho coi đá, sẽ cho tiếp xúc và nó sẽ cảm thấy thích từ đó. Em kêu không, những cái đó mình không thể nào biết được đâu, chỉ có khi mà nó lớn lên nó đủ nhận thức á thì nó sẽ biết nó muốn gì, và chỉ khi nó thích cái gì, nó thích làm cái gì thì nó mới làm hiệu quả được 100%. Anh không thể ép con. Đó, thì hai người có tranh cãi với nhau thì cuối cùng đưa ra một cái giải pháp là bây giờ nếu như mà nó không muốn theo nghiệp của cha, nó không muốn kế thừa nghiệp kinh doanh của cha, nó có thể phát triển theo con đường của nó, nhưng mình sẽ cho nó thời gian, ví dụ trong vòng 1 năm đó con muốn làm gì con hãy chứng minh cho ba mẹ thấy là con có thể làm được gì đó. Đó, và ảnh còn có ý định là con sẽ gửi sang Ấn Độ để cho làm việc, tại vì đó là một môi trường rèn luyện rất là tốt. Mỗi người chúng ta là một cái thế giới riêng, là những cái cá tính hoàn toàn khác biệt. Bây giờ khoan nói tới cái việc lập gia đình với người nước ngoài, ngay cả với người Việt với nhau thôi thì mỗi người cũng đã là một thế giới rồi, và khi muốn gắn kết với nhau trong một gia đình thì chúng ta phải học cái cách chấp nhận những cái thói hư tật xấu của nhau, chứ không phải chỉ nhìn thấy những cái mặt tốt mặt đẹp của nhau để mà yêu thương. Và khi chúng ta biết cách chấp nhận thì chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc, bởi vì sẽ không có cái gì là tuyệt đối cả. Con người chúng ta là một cái tổng thể của rất là nhiều những cái tính xấu, có tốt, có dễ thương, có cái gì cũng có cả. Và chúng ta phải biết cách chấp nhận, biết cách chia sẻ, biết cách cảm thông và biết cách nhẫn nhịn, như những gì mà Võ Hà Trâm đã chia sẻ ngày hôm nay thưa quý vị. Có một cái điều là em thấy cũng rất là quan trọng, đó là mình đừng có để những cái nhỏ nhỏ nó làm ảnh hưởng những cái lớn. Ví dụ như có những cái vấn đề mà tụi em mâu thuẫn với nhau, nó đến từ những cái nhỏ thôi. Anh sao anh rửa chén dơ quá, hoặc là sao em như này như kia, thì từ những cái nhỏ nhỏ đó mà nó hình thành những cái lớn. Thì tụi em tập một cái là những cái nhỏ nhỏ tụi em cho qua, tụi em nghĩ nó không là gì. Cái lớn, cái quan trọng nhất là sự yêu thương nhau, là sự quan tâm lẫn nhau. Ở lúc nào anh về anh cũng hỏi em như thế nào, em cũng hỏi anh như thế nào. Những lúc ai cần thì người đó đều xuất hiện. Thì em nghĩ những cái đó là những cái mặt quan trọng hơn, những mặt tốt quan trọng hơn là những cái nhỏ này rất là nhiều. Cho nên là dần dần mình bỏ qua những cái nhỏ, nó thành không, thì em thấy cuộc sống vợ chồng nó nhẹ nhàng hơn.